Vào ngày hôm nay, tướng Surachet Vekpan, với tư cách là phó tư lệnh cảnh sát quốc gia Thái Lan, đã có mặt tại Yangon để bàn bạc trực tiếp với chính quyền quân sự Myanmar. Mục đích của cuộc đàm phán này là nhằm tìm kiếm một giải pháp cho vấn đề 162 công dân Thái Lan đang bị mắc kẹt trong vùng đất Lokaing, nơi mà không chỉ chịu sự chi phối của khu tự trị Koh Kang mà còn là điểm nóng của những xung đột vũ trang. Những người này ban đầu đã bị lôi kéo bởi các lời hứa hẹn từ một nhóm lừa đảo qua mạng và bị ép buộc vào những công việc bất hợp pháp. Sau đó, họ được quân đội Myanmar giải cứu khỏi tay những kẻ buôn người và được đưa đến một doanh trại quân sự tạm thời tại Lokai. Khu vực này đang chứng kiến những đợt đối đầu gay gắt giữa quân đội chính phủ và các nhóm vũ trang địa phương, nơi đã diễn ra chiến dịch quân sự có tên 1027, được coi là một trong những cuộc tấn công lớn nhất của các lực lượng nổi dậy kể từ sau cuộc đảo chính năm 2021. Tướng Surachet có kế hoạch gặp gỡ những người Thái Lan này tại doanh trại nơi họ đang được giữ để thảo luận về cách thức đưa họ trở về quê hương một cách an toàn. Bên cạnh đó, ông cũng sẽ gặp gỡ các quan chức của Myanmar để xử lý những thách thức pháp lý và hậu cần liên quan đến quá trình di rời. Trong bối cảnh các khu vực biên giới của Myanmar vẫn là nơi dung túng cho hơn một chục nhóm phiến quân, cuộc đàm phán này không chỉ đơn thuần là một nhiệm vụ cứu hộ mà còn là một nỗ lực ngoại giao quan trọng nhằm giải quyết một phần của bức tranh xung đột phức tạp tại khu vực.